got that beat rockin'. I feel the heat rising. And I'm feeling good. Feeling good.
say từ phút đó từng giây trôi yêu thế. Bao ngày qua mình lính đánh từng xua tan bộn bề nơi anh. Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh. Lưỡi đôi hàng mi mong manh anh vẫn thờ. Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em anh mơ. Thank you.
gia đình, đại diện gia đình nhà trai xin gửi tới gia đình nhà gái lời chúc sức khỏe và lời chân chào trân trọng nhất. Thì báo cáo với các cụ, các ông, các bà cùng với toàn thể các vị bên nhà gái thành phần tham gia cái lễ ngày hôm nay, với các cụ thành phần bên gia đình nhà trai đến có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay như sau. Thứ nhất là ông Thành, bà Hiển là vai ông chú của chú rể, thế là chú của mẹ cô dâu. Tiếp theo là gia đình bác Miểu và bác Điệu là bác của chú rể, bác bên nội của chú rể. Tiếp theo là gia đình bác Trinh và chị Huyên là bác bên ngoại của chú rể, và anh Quang, chị Tranh là song thân của chú rể. Và đại diện gia đình nhà trai tên gia đình tên Cường. Thì báo cáo với các cụ, các ông, các bà thì hôm nay thì theo sự thống nhất của hai bên gia đình, hôm nay là nhà trai đến đây có sắm sửa lễ vật cơ chầu đến đây, trước hết là kính báo với gia tiên, gia đình bên gái. Tiếp theo là các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình bên gái xin phép được đón cháu Yên Nhi về làm dâu trong gia đình dòng tộc nhà chúng tôi và làm vợ cháu Hồng Quân. Cùng với đó thì cũng gia đình nhà trai cũng xin gửi cháu Hồng Quân về bên gia đình làm gái, bên gái làm con, làm cháu bên gia đình bên gái. Chắp cau, trầu, chắp rượu, chắp bánh và đôi chắp trái cây và đôi rồng phúc. Đón nhận tình cảm của gia đình nhà trai và đón nhận cháu Hồng Quân về làm rể bên gia đình nhà mình. Thì sau buổi lễ ngày hôm nay thì cũng tại gia đình nhà gái thì cũng xin mời đoàn phái đoàn của nhà gái đó, thì cũng cùng di chuyển về gia đình nhà anh Quang, chị Tranh để hai gia đình cùng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hồng Quân và Yên Nhi. Thì trước khi dừng lời thì một lần nữa thì xin chúc sức khỏe các ông, các cụ, các bà cùng toàn thể các quý vị của hai bên gia đình. Kính thưa các quý ông, quý bà, kính thưa quan viên hai họ, xin tự giới thiệu, tôi tên Trọng, là chú ruột của cô dâu, được sự ủy quyền của anh chị, anh Quý, chị Hiệp là đại diện cho nhà gái có đôi lời phát biểu trong cái buổi lễ hôm nay. Thì trước tiên phát biểu, xin được trân trọng giới thiệu, đây là hai cụ thân sinh ra anh Quý, đấy, là ông bà nội của cháu Yên Nhi, và đây là ông cụ thân sinh ra chị Hiệp, là ông ngoại của cháu Yên Nhi. Bản kế bên đó là bác Sơn, là bác trưởng tộc của dòng họ Ngô, cũng có dự hôm nay. Và cái bên nữa là anh Chiến là chỗ con của già, là mẹ chị gái của bố, của ông Hạnh. Còn là kia là thím dâu. Cũng báo cáo với quan viên hai họ, tổ chức ít nhất là hai cái cuộc gặp chính thức, rất là thân thiện, đoàn kết và vui vẻ. Và cũng để trong cái ngày hôm nay thì nhà trai cũng đến đây làm cái lễ để rước cháu Nhi về làm con dâu anh Quang, chị Tranh, và làm vợ của cháu Quân. Thì trước tiên xin đại diện nhà trai, nhà gái là xin được đón nhận cái chính lễ của nhà trai đem đến, và cũng có đôi lời cháu Nhi về làm con của nhà bên anh Quang, chị Tranh, chị rồi gia đình bên đó là dạy dỗ yêu thương cháu thật nhiều hơn, và cũng mong hai cháu là luôn là sống là trọn đạo nghĩa vợ chồng, trước sau như một, yêu thương. Thì mong hai cháu là làm sao cho nó có trách nhiệm với nhau và yêu thương đến trọn đời. Xin
cuối cùng. Xin kính chúc quan viên hài họ, các ông, các quý bà luôn mạnh khỏe. Chúc cái buổi rước dâu chúng ta luôn thành công, tốt đẹp nhất. Xin hết. Xin phép cho được đón cháu Yên Nhi ra để làm lễ. Kế tiếp là chỗ ông bà nội, rồi chỗ ông ngoại, rồi sau đó đến các anh em các bác đó, sẽ vâng mừng cho các cháu thì mừng tại đây luôn. Vâng. Hôm nay em nói em cần đôi tay ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm
ngày, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh. Sau đó ở ngoài lên ông bà. Dạ dạ. Lần qua. Rồi, chú chỉ đáp ra ngoài cái lần nữa. Thím ơi, thím chuẩn bị. Tôi là ông nội, là ông ngoại của cháu Yến Nhi, bố của cô dâu Thu Lệ. Cô dâu Thu Lệ. Thì đúng là đầy cảm xúc, rất là vui. Trong chờ mãi đến ngày mai. Có cháu gái rồi thì trước hết cháu và tất cả các thầy cô giáo hôm nay có mặt đây để nhận trai là có kinh lễ dẫn để là xin được đưa vợ và chồng và nhà gái xong rồi ở Bắc Sơn là mặt cho anh em con cháu ở Bắc Sơn, nội, ông ngoại. Dạ dạ dạ. Sống thì nó rất quan trọng, không như là quan trọng khi vâng, vâng. Chấp nhận đi đến hôn nhân thì cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc trọn vẹn của một đời người. Và còn thì là cố gắng là vợ chồng hiểu nhau, rồi để thông cảm cho nhau, thương nhau, nhịn nhau, hiểu nhau thì ta mới sống hạnh phúc được. Còn nếu không hiểu nhau thì không bao giờ sống hạnh phúc. Đấy, tư tưởng quan điểm sống bất đồng thì rất khoát không có cái gì là hạnh phúc cả. Hơn là có một cái niềm và tình cảm nào rồi thì vợ chồng có gì là ta lựa nhau. Đấy, người ta bảo là để vợ nói chung là vợ chồng thì luôn luôn là phải có sự gắn bó và gắn kết với nhau và hạnh phúc thật trọn vẹn nhá. Anh vẫn trẻ tuổi non dạ, người ta vừa lấy vợ thì khi vợ về nhà là gia đình bên nhà chồng cùng kết hợp với bên nhà gái là ta bảo ban các con mình làm sao cho nó những cái điều tốt và để các con giữ được cái hạnh phúc trọn vẹn. Nên là đây đây để tôi sang đây tặng cho cháu này, được không? Cháu quân ngồi đứng vào đây. Trái tay trái, gái tay phải. Dạ. Rồi. Rồi ông bà giữ đó nha. Rồi. 2, 3, nút được. Mà cái điều vào rồi được rồi. Rớt. Xong rồi nó để rớt được bà. Giữ đó con nha. Rồi, ok. Dạ, 2, 3, nút đi. 2, 3. Dạ, rồi. Rồi, tiếp theo xin mời bác Sơn, bác chuẩn học lên đại diện cho... bên nội ngoại ngoài Bắc và lên có cái phần quà cho các cháu. Thưa các cụ quan viên hai họ, tôi là với tư cách là trưởng tộc của dòng họ Ngô Đình này, như anh em nội ngoại chúng tôi ở ngoài Bắc hôm nay được vào dự đám cưới của hai cháu và tôi có chút quà gửi tặng hai cháu. Rồi, hai cháu đón hai cháu nhận cả hai cháu. Tiếp theo là xin mời các bác này, có hai bác. Đấy, bác bác họ của là bác họ của hai cháu. Hai cháu hào đây là thăm anh ruột thôi. Đây là vợ cháu. Phúc là sướng quý tử. Rồi, tiếp theo là chỗ có bác Hường. Đây rồi. Rồi, được. Cảm ơn mẹ ơi, mẹ gửi một ít
con, một đứa chị. Đấy nha. Mời chú đưa. Mời nghe con hạnh phúc nha. Rồi tới đây hai. Đây. Con mới cô à. Cô Thương là con là cháu. Điều gì uống lên đi cho nhanh. Có ông ngoại là của cháu Nhi. Đây là anh chị trao đi nha, anh đủ mẹ mới hết giờ. Trao đi. Cậu mở. Đây ông ngoại cháu đây. Giờ báo cáo là Hiếu ngoại mở bếp bình định vô tới cuối nước rồi. Cũng vì hai cháu vì tình thương cho nên hôm nay đi cái đoàn bình định vô là gồm có bà mở hai ông hai đâu rồi ông ba tức là tôi bà bốn này bà bốn này cũng cho tiếp mạng hai cháu chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc rồi sẵn rồi mấy con gái rồi bà này ông bà mười cái gì mà đi nè bà mười còn mắc cỡ nữa cho thằng này anh nữa bà mười à bà dư dư đây đây bà bổ quà cho hai con mở năm không có thôi con vô lại cho xong đi rồi cậu mợ chúc mừng con rồi cảm ơn vợ chồng tương chị hai liễu anh toàn dì trang dì liễu dì diễm có cậu Kha hai em món quà bây giờ hai họ lớn tộc hôm nay ngày vui của hai cháu thì chúng tôi cũng không có gì chúc là lời thề nghe đã hủy diệt hai họ còn niềm thủy chung dù cho biển rộng sông dài vợ chồng gắn bó không hề xa nhau chén bình tương loan tỏ mùi hương chúc quý vị an khang thịnh vượng. Lùi xíu. Rồi chị đi đâu luôn à? Chị tặng cho mấy con. Rồi nhìn máy đi chị. 2, 3, 2, 3. Dạ rồi, dạ con chị. Rồi, 2, 3, 2, 3. Dạ rồi. Thì máy rồi.
các cái toàn thể thủ công trong buổi lễ thì các phần lễ đã xong, bây giờ xin phép cho các cháu để châu cầu châu chầu ạ. Nhà trai đã làm hết các thủ tục để rước cháu Nhi để làm dâu con bên nhà anh Quang Thị Tranh, vợ cháu Quân. Thì bên này rất là vui và phấn khởi. Không biết gì hơn là xin cảm ơn. Hai nữa chúc quan viên hài hòa trong bà mạnh khỏe. Chúc đến buổi lễ rước dâu chúng ta thành công. Chị hết. Xin phép được cháu về đây. Thì kính thưa các ông các bà cùng toàn thể gia đình bên gái, thì giờ lành đã điểm, thì các thủ tục đã xong. Sau đây nhà trai xin phép được đón cháu Yên Nhi về bên nhà anh Quang Chị Tranh để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Đối với lời căn dặn của ông nội, rồi ông ngoại, thì gia đình chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tạo mọi điều kiện để cho cháu Yên Nhi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống gia đình, và đặc biệt là làm chọn đạo làm dâu trong gia đình chúng tôi. Thì sau đây thì xin mời cái đoàn nhà gái cùng di chuyển về nhà anh Quang Chị Tranh, chúng ta làm lễ thành hôn cho hai cháu bên nhà trai. Xin mời các bạn. Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lòng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều,
anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Thì báo cáo với các ông các bà cùng với tất cả các vị đại diện cho hai bên gia đình, thì buổi đón dâu đón cháu Yến Nhi về đến gia đình thì anh Quang, chị Tranh cũng đã thành công tốt đẹp. Thì rất đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn các ông các bà, rồi các vị đại diện cho hai họ đã đồng hành cùng với cháu đoạn đường từ nhà gái đến nhà trai. Và sau đây xin phép các cụ công các bà cho các cháu làm lễ gia tiên. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Anh Ba Hiển lên tặng quà cho hai cháu ạ. À, xin mời gia đình bác Miếu. Vâng. Gia đình bác Vĩnh có đây không ạ? Dạ. Vâng, mời gia đình bác quà. Vâng, mang mai ạ, mời xuống. Vâng. Rồi bác. Bắt tay, bắt tay, chúc mừng hai cháu cái. Gia đình mình này gọi chị dâu đi. Chị già ấm nước như vậy ơi. Cho thêm một người đứng vào. Không đi bốn người đứng qua đây đại diện. Anh này đại diện đứng vô cùng là cháu Yên. Chúc mừng hạnh phúc hai con nhé. Sớm sinh quý tử. Hôm nay là chụp được hôm nay là bố nhất này. Báo cáo với toàn thể gia đình thì phần lễ gia tiên với công việc của hai cháu thì đến đây cũng đã hoàn thành. Thì sau đây xin mời gia đình nhà mình di chuyển ra ngoài sân lễ và chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu về sân lễ ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you.
You and I, we were meant to be. I feel it in my soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever. Fire through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together, do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Chân thành với lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất.
cho chúng ta xích lại gần nhau hơn nữa. Hai trái tim hòa chung một nhịp và hai tâm hồn cùng chung một đồng cảm. Chính vì với sự cho phép của hai bên gia đình và sự cho phép của chính quyền địa phương thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã chọn ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10. Thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ, mong như không để cho quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị hãy hướng mắt về phía Cộng Hòa để chờ đón đôi hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Xin mời chú rể Hồng Quân sẵn viên cùng cô dâu Yến Nhi cùng đi. Của chúng ta trên yêu bộ đôi chim không đi đằng trước không một người đằng sau. Đôi bạn trẻ của chúng ta trong yêu bộ không bằng tìm về nơi tổ ấm. Nói tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì không thể nào quên được nước biển luôn trong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng phù kính con cha. Cảm ơn nhạc, cảm ơn hoa, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra đời. Cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn ba mẹ luôn sống đời với con. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý quan khách, về phía song thân đại diện họ nhà trai, lúc đây xin được trân trọng kính mời quý ông Lưu Văn Quang và quý bà Hoàng Thị Chanh, tổ hai ấp Tân Kiên, Tân Hà, Tân Châu cùng tiến lên sân khấu để ra mắt quý vị. Quý vị hãy cho tặng một tràng vỗ tay thật là lớn để chào đón song thân đại diện họ nhà trai. Thật là lớn để chào đón song thân đại diện họ nhà gái. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý quan khách và sự hiện diện trên sân lễ của chúng ta bây giờ, nhà gái hân hoan mừng trời quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu, chủ nhân hai họ cô dâu và chú rể sẽ được nghe nhẹ mái đầu chào đến toàn thể quý quan khách với một lời chào trân trọng và nồng nhiệt. Dạ vâng, xin cảm ơn một màn bắn pháo hoa thật đẹp mắt đến từ âm thanh ánh sáng tình thảo chúng ta rất là nhiều. Dạ vâng, vòng riêng cũng xin được trân trọng bên đại diện họ nhà trai tiến lên sân khấu để có lời phát biểu và cảm ơn đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng bên đại diện họ nhà trai ạ. Con xin được trân trọng kính mời bác Lưu Văn Biểu cùng tiến lên sân khấu để có lời phát biểu đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Con xin trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bạn, kính thưa các du khách cùng bạn bè thân thiết của hai gia đình, của hai con. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2024, tức ngày thành tháng tốt và năm cũng rất đẹp. Hai gia đình ông Quang và Chanh và gia đình ông Quý bà Hiệp tổ chức lễ thành hôn cho hai con Hồng Quân và Yến Nhi. Hai gia đình chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi cùng vinh dự được đón các cụ, các ông, các bà, các quý khách cùng bạn bè thân thiết của hai gia đình. Thay mặt cho hai gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các quý khách và bạn bè thân thiết của hai gia đình đã chúc bước thời gian và ngọc không quản nắng mưa đến dự lễ và chúc phúc cho hai con. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng các quý khách luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hồng Quân và Yến Nhi luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thân năng hạnh phúc.
chúc mọi người có bữa tiệc vui vẻ và vô nhiệm. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, con xin cảm ơn những lời phát biểu tri ân của bác Miễu rất là nhiều. Một lần nữa quý vị hãy dành tặng cho bác Miễu bên đại diện Hoàng Trần Trai một tràng vỗ tay thật là lớn nữa đúng không ạ? Dạ vâng, bằng huy cổ xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể xin cảm ơn đến toàn thể quý vị đã dành suốt thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng với gia đình. Thì trong lúc tiếp đón cùng như tiếp đãi, nếu có điều gì sơ sót, kính mong toàn thể quý vị, quý bà con hãy vì tình thương mến thương mà bà qua cho. Vâng, vào đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến vào bên tháp đi với nghi thức đầu tiên, đó là nghi thức rót rượu xâm banh. Thưa vâng, chúng ta đang chuẩn bị đôi bên này, đang tay trong tay, vai kề vai rót đầy những ly rượu mực. Anh nắm tay em bằng tay nhỏ nhắn, anh dẫn em đi khắp chân trời. Hãy tựa vào anh những khi gục ngã. Sự bệnh thứ hai, tình em vẫn mãi muôn đời, muôn thuở ngọt lành, êm đềm hạnh phúc, yến oanh nồng nàn. Không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vâng, cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển tông. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo công. Bằng lý cũng xin được trân trọng mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy rót đầy những ly bia. Ngọc Ly xin trao trả hai bên gia đình của chúng ta về với vòng tay yêu thương của quý vị. Và Ngọc Ly xin mời hai bên đại diện gia đình của chúng ta cùng tiến lên và bắt tay nhau về với sảnh tiệc nha. Và cũng xin mời nhiếp ảnh gia chúng ta hãy chụp lại những tấm hình lưu niệm. Vâng, và xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến về trung tâm chính giữa với nghi thức uống rượu chia vui. Tiếng tiên sắc vô bình ngọc kết duyên tương phùng. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say em suốt đời. Chúng ta cùng tiến qua bên bánh kem với nghi thức kết bánh tình yêu. Hai bên điểm mũi chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Quý quan khách và nghi thức rồi cũng đã khép lại buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa Ngọc Ly xin được thay mặt cho dịch vụ nấu ăn Huỳnh Hà và âm thanh ánh sáng ban nhạc Đình Thảo xin chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm sẽ kết tình viên mãn, bắt đầu chân cuối nghĩa vụ thi. Chưa bao giờ em ngừng được ăn hồ vì em là con của bố mẹ em cả. Và tất cả những cái thành tựu của khoảng thời gian qua, may mắn nhất là được làm con của bố mẹ và được làm chồng của anh chị. Ngày đi không đi là vẫn không biết cười vui, chú chuyện vui đâu ra chẳng có chuyện nhớ thôi. Khi mà sau kia thấy đôi mắt ôi chẳng có thể đau thương. Đôi chân đêm lên nhìn nhau trao chỉ có hơi hàng âm đồng. Nhau từng nhung cưng nhau sao yêu như lối nay ấm lòng. Đồng bằng sông nước mình nay ôm có thua sai thì cố đồ. Cô ngày mà yêu có thương thì anh phải lo sao cho anh. Em đời nắng mưa dây thâu về nhà tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong nước bên ngay đâu có thua xa gì có đâu thật cuối mây mù mong sao tâm nhân sẽ trao về nơi chân quê trái tim yên trong lành đam mê tay giang tay dù cả mấy sông mây đều núi Say what you need to say. Say what you need to say.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy.